Và để uh, hiểu rõ hơn về những thông tin sản phẩm của nhà tài trợ thì uh, tôi cũng xin được mời ông Lê Quang Lưỡng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Dinh dưỡng Hoa Kỳ sẽ có những chia sẻ tới uh, quý vị, uh, từ quý vị có thể hiểu rõ hơn về những sản phẩm mà quý vị vừa mới nhận được ạ. Thì trước tiên là thì cũng vừa tôi thay mặt cho ban lãnh đạo công ty cổ phần phát triển dinh dưỡng Hoa Kỳ Cô xin uh, kính chúc cho ban tổ chức, hai đội chơi, ban giám khảo cùng uh, tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình chúng ta luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, thành đạt, hạnh phúc ạ. Vâng, à, thì ngày hôm nay là với cái chương trình đồng hành cùng với lại ban tổ chức chương trình Game sâu kê cao bóng cả. Hôm nay là cái chủ đề chính là chủ đề về một cái sản phẩm về sữa hạt guohtalud. thì công ty cổ phần phát triển dinh dưỡng hoa kỳ chúng tôi thì sản xuất thì rất nhiều các cái sản phẩm từ trẻ em, người già, sản phẩm hỗ trợ cho người bệnh tái thao đường, xương khớp, dạ dày, thì các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Nhưng mà ngày hôm nay chủ đề chính mà công ty đã được đồng hành với lại ban tổ chức chương trình là đã năm nay đã là năm sang năm thứ tư rồi, tức là ba năm rồi. Thế thì với việc làm về chuyên đề về cái dinh dưỡng thì bản thân tôi đến nay đã có trên 20 năm là đã chuyên về sản xuất cũng như là chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người cao tuổi nó riêng và cộng đồng nói chung. Thì với cái sản phẩm Water Nut này, tại sao thì vừa rồi lại có cái câu hỏi từ 6 tuổi, từ 12 tuổi, từ 18 tuổi và từ 40 tuổi. Thì một vị khán giả trả lời rất là chính xác, tức là từ 18 tuổi. Bởi vì hiện nay với cái sản phẩm gót theo nút này đấy thì đây là một cái sản phẩm hiện nay là một sản phẩm số 1 chăm sóc sức khỏe của thế kỷ 21. Một sản phẩm thuần từ thiên nhiên mà chúng tôi vẫn gọi là cái tên rất là huyền bí, tức là món quà thần kỳ do thiên nhiên ban tặng. Đây là một sản phẩm nguyên liệu thì nhập từ nước ngoài. Hiện nay công ty của phần phát triển dược Hoa Kỳ chúng tôi cùng phối hợp với các giáo sư tiến sĩ trong nước và ngoài nước đã nghiên cứu cho người Việt Nam hiện nay cũng như vừa rồi thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiệu Biên cũng đã nói về cái bệnh gút. Hiện nay vấn đề bệnh gút, bệnh xương khớp, rồi bệnh thừa dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng cũng đang xảy ra rất nhiều ở thế giới cũng như Việt Nam chúng ta. Thì hiện nay với sản phẩm gót heo đút này, đây là một sản phẩm thuần sữa hạt đặc biệt là rất tốt cho những người hiện nay đang là sợ béo phì mà phải ăn kiêng. Đấy. Thứ hai nữa thì những người mà hiện nay đang rất muốn là ăn chay. Đấy. Và thứ ba nữa thì rất tốt cho những người hiện nay đang có liên quan vấn đề về xương khớp, đấy, về tiêu hóa, đấy, về mất ngủ, ăn kém, tê bì chân tay, co cơ, trụ rút. Cho chính như vậy thì hiện nay với sản phẩm này có 45% là các loại hạt. Thì ngoài ra còn kết hợp với lại các cái công thức Giả sử trong đấy còn các vitamin, các cái khoáng chất đầy đủ trong một cái lon sữa để cho dùng cơ thể chúng ta dùng trong một ngày. Mỗi ngày mà chúng ta chỉ cần được một bữa buổi sáng thay cho bữa ăn hàng ngày. Giả sử chúng ta ăn một bát phở buổi sáng hay bữa sáng ăn khoảng 20 25 ngàn. Thì nay với một cái lon sữa này thì chúng ta cũng chỉ vì số tiền đó 20 ngàn chỉ cần một cốc sữa thôi một ngày. Đây là một cái sản phẩm đặc biệt hoàn hảo cho buổi sáng rất là lành mạnh sẽ cung cấp đầy đủ các vitamin, các khoáng chất, đặc biệt là canxi ở cái lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên thì sẽ thiếu hụt canxi rất nhiều. Nhất là những hai đội chơi này cho thấy là các cái bài diễn, bài nhảy, rồi các cái chương trình và tập dân vũ hay là khiêu vũ thì hiện nay các bà, các chị là hay trường hợp chỉ cần sơ sẩy một tí cái bị loãng xương là có thể để bị trẹo khớp, có thể thậm chí gãy, dòn giòn xương rất là nguy hiểm. Cho chính vì vậy thì đây là một sản phẩm cực kỳ chăm sóc sức khỏe thế kỷ 21. Mỗi ngày chỉ cần một cốc sữa thôi. Đấy. Cho chính như vậy thì hiện nay với cái chương trình mà chúng tôi đã hỗ trợ cho chương trình cây cao bóng cả của đài truyền hình Hải Dương cũng như là đặc biệt các câu lạc bộ liên thế hệ mà đơn vị chúng tôi là đơn vị đồng hành với lại ban đại diện người cao tuổi của tỉnh nhà đã ký kế kết và đã có một cái quy ước để chăm sóc trong vòng 6 năm. Đấy. Đây là cũng biết rất là một cái điều đặc biệt. Cho nên chính vì vậy thì rất nhiều có chương trình hỗ trợ và được giảm giá cho cái hội viên trong câu lạc bộ được dùng và hội viên của mình được dùng. Giả sử như một hộp lon sữa hiện nay với cái hộp này là 900 g hiện nay đang bán ở các cửa hàng hiệu thuốc các cái siêu thị và trên shopping cũng như rara hiện nay một hộp này đang bán dưới bán lẻ dùng 15 ngày là hơn 6 à hơn 500 ngàn tức là 568 ngàn đấy là bán lẻ thì vị trí mỗi một ngày chúng ta dùng một hộp này dùng 15 ngày mỗi ngày chỉ có hơn 20 ngàn thôi đã đầy đủ dinh dưỡng rồi rất là đẹp và khỏe chắc xương đấy. cho chính như vậy thì nay với chương trình cây cao bóng cả cũng như chương trình về cái thống nhất để chăm sóc cho người cao tuổi thì hiện nay chúng tôi đang trong giai đoạn này là hỗ trợ cho với các cụ là trong cái hội viên là mỗi 1 triệu là ba non này tức này cũng chỉ có hơn 300 ngàn một non thôi Đấy. nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì với cái chương trình game show nó khác với chương trình các cái buổi khác mà trong 3 năm nay hôm nay thì tất cả những hội viên những đại biểu lên dự chương trình game show là mỗi một người chúng ta đều được nhận với phần quà để trải nghiệm những cái sản phẩm của công ty Đấy, rất là lành mạnh rất là ngon và rất là khỏe Đấy, 5 bữa sáng ạ. Vâng. Để cho chính như vậy hôm nay tất cả chúng ta đã đều được cái thưởng thức. Thế và ngày hôm nay nữa thì tất cả những người trong chương trình chơi chúng tôi đã thống nhất với lại uh, uh, trong ban quản trị cũng như là trong uh, công ty là hôm nay sẽ hỗ trợ cho 50 non. Cái 50 non này trong uh, tất cả khán giả đi chơi uh, chương trình được tham gia hôm nay thì sẽ hỗ trợ cho là chỉ còn có 200 rưỡi một hộp thôi nhé. Nhưng mà 50 non Đấy, để cho các, các uh, hội viên của mình có thể dùng trải nghiệm một tháng là vị trí bằng hai non Đấy thì vi chơi bằng 500 ngàn là được hai non sữa rất là tuyệt vời rồi. Thế cho chính như vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì rất là cảm ơn là ban tổ chức chương trình cái cao bóng cả của đài phát thanh truyền hình Hải Dương cùng với lại ban đại diện người cao tuổi của tỉnh đã hỗ trợ cho công ty cổ phần phát triển giữa Hoa Kỳ chúng tôi cùng đồng hành với lại đài truyền hình tổ chức cho các đội chơi của toàn tỉnh Hải Dương chúng ta đã suốt 3 năm qua. Một lần nữa thay mặt cho công ty cổ phần phát triển giữa Hoa Kỳ xin kính chúc cho tất cả các quý vị cùng với chúng ta luôn luôn có một sức khỏe dồi dào thành đạt hạnh phúc và chúc cho hội nghị à, chương trình game show thành công rực rỡ và xin cảm ơn